Chúc mừng bạn Lê Thu, bạn Trinh Hạ, bạn Tiến Việt. Câu trả lời các bạn đã hợp lệ khi like, đăng ký, nhấn chuông. Câu hỏi lên TV hôm sau, hôm nay bạn làm gì? Câu trả lời chỉ hợp lệ khi các bạn đã like, đăng ký, nhấn chuông. Để ta tiễn các ngươi một đoạn nhé. Ngươi hãy chịu thua đi. Hắn ta đã bị hạ quá dễ dàng. Ta sẽ đánh bại ngươi một lần và mãi mãi. Hãy cẩn thận đấy chị gái ơi. Nhà ngươi phải cẩn thận hơn chứ. Ngươi dám chơi ta. Đầu hàng đi tên ngốc. Ngươi chỉ là một cỗ máy thôi. Hãy chuẩn bị đỡ đòn của ta đây. Ôi không, mình quá chủ quan rồi. Ta sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Ăn mấy phát bắn ngon chứ tên kia. Nhà ngươi cũng quá chủ quan rồi. Vĩnh biệt ngươi. You look different, kid Z. Trông bạn có chút khác. C-Pen. C-Pen. Well, yes and no. I'm the pilot of this Titan. Ừ đúng, và tôi điều khiển con Titan này. My own body is somewhere else. Cơ thể tôi ở một nơi khác. Chief told me what you did. Sếp đã nói với tôi tất cả những gì bạn làm. But I couldn't believe it. Nhưng tôi không thể tin được. Did you really kill innocent children? Bạn có thực sự giết những đứa trẻ vô tội không? That's an interesting topic to discuss, but not for now. Đó là một chủ đề thú vị để thảo luận nhưng không phải bây giờ. Gypsy, I did my best to convince my father, but he disappointed me. Tôi đã cố gắng hết sức thuyết phục bố nhưng ông ấy thất vọng về tôi. A shame he couldn't understand my purpose, but you're different. Thật tiếc ông ấy không hiểu ý định tôi, nhưng bạn thì khác. You and I share something special. You know me, I know you. Bạn và tôi chia sẻ điều gì đó đặc biệt. Bạn biết tôi biết bạn. We both understand each other. Cả hai chúng ta đều hiểu nhau. So please, Ketsi, join me. Vì vậy hãy tham gia cùng tôi. Và cùng nhau chúng ta sẽ chứng minh chúng ta có thể vượt qua kẻ mạnh nhất. Tôi đã nói im đi đồ phản bội. Đây chính là cái giá phải trả. Tạm biệt tên phản bội. Ta biết người vẫn còn sống. Đừng bao giờ thách thức giới hạn của ta. Sức mạnh quá khủng khiếp. Em không sao chứ em yêu? Bạn cần một chiếc gọt bút chì.
Chỉ cần khôi phục bản thân. Em phải đi đây. Titan của chúng ta đã trở về. Ta sẽ chữa trị cho con ngay thôi. Bạn đã làm quá sức. Bạn sắp chết. Xem xét tình hình hiện tại của chúng tôi. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể sống sót mà không có rủi ro. Bạn không phải Titan duy nhất ngoài kia. Nhưng nói về rủi ro, với thứ này thì bạn sẽ ổn thôi. Chief, are you sure about it? Sếp, phải không? Chắc chắn nói về nó. Yes. See Ben's actions and behavior has opened my eyes. Đúng, hành động và cách ứng xử của Sếp Ben đã cho tôi mở mang tầm mắt. So from now on, we'll no longer hold back. We'll have to fight with all that we have. Vì vậy từ nay chúng ta sẽ không nương tay nữa. But be aware of one thing. Giving up all of our resources for this fight is my decision. Và chúng ta sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Hãy nhớ một điều, từ bỏ tất cả những nguồn lực này là quyết định của tôi. Và tôi không muốn đẩy bạn tới giới hạn. Bạn có thể tiêu hao từng nguyên tử cuối cùng của tài nguyên này. Nhưng bạn không dám kiệt sức, tôi không muốn mất bạn. Chief, about Sipen. You're not responsible to carry his mistakes. Về Siken, bạn không chịu gánh chịu trách nhiệm của mình. It's not yours either. Nó cũng không phải của bạn. Tất cả những trang bị đã đầy đủ. Đây là tất cả chúng ta có thể làm. Những đặc vụ đặc biệt sẽ tham gia sau. Vấn đề là thế nào đến đó mà không bị nhảy. Tôi không thể sử dụng dịch chuyển tức thời sao. Những tà tần khác có thể sử dụng khối TV để tham gia cùng tôi. Họ đã quen với thủ thuật này. Họ chắc chắn có một bộ đếm cho việc dịch chuyển của chúng ta. Chúng ta cần một kế hoạch mới. Tôi đoán đây là một ngày đoán sống. Các CV cao sắp đến và chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của tộc Bút. Họ có đủ nguồn lực hỗ trợ Titan cho trận cuối. Now the only thing we need is a good distraction against the first line of their troop, which I suppose the elite camera just will do. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta cần là đánh lạc hướng tuyến đầu tiên của chúng. Họ có đủ nguồn lực mọi lúc. Những nguồn lực đó ở đâu khi chúng ta cần chúng? Why you're shouting at me like I'm the chief pencil? Tại sao bạn hét vào mặt tôi như thể tôi là chỉ huy? I'm angry too, but we'll have to save that conversation for another day. Tôi cũng tức giận, nhưng cần để cuộc trò chuyện đó qua một ngày khác. If there's going to be another day. Nếu có một ngày khác. Gửi tín hiệu tới các cá mê già. Dịch chuyển tất cả Titan đến căn cứ bất chỉ. Hãy đưa tên khốn đó ra khỏi vỏ của hắn. Im đi. Còn kìm chế. Nhàm chán.
Đây là cái gì vậy? This wasn't what I saw in future. Đây không phải những gì tôi thấy trong tương lai. Bạn có quá nhiều sự tự tin. Bạn có thực sự nghĩ rằng mình là nguồn gốc của sức mạnh đồng hồ không? I am what I say. Đúng như tất cả những gì tôi nói. Dòng thời gian không một. Tộc trưởng đã hồi sinh bạn bằng sức mạnh anh ta và của tôi. Nhưng sức mạnh mà anh ta đánh cắp từ tôi quá nhiều. Ngoài bản thân thủ lĩnh, nó giết chết tất cả họ. Bạn biết nó có ý nghĩa gì không? Bạn không phải nguồn gốc sức mạnh đồng hồ. Bạn chỉ là một phần nhỏ của tôi.